Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua về tin chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên gật đầu thay Ten Hag, năm sao giải MU. Romano gọi tên hai thương vụ đắt đỏ của MU. sáu ngôi sao của MU chuẩn bị trở lại trước trận chiến trước Arsenal và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Huấn luyện viên gật đầu thay Ten Hag, năm sao giải MU. Theo Manchester Evening News, Jose Mourinho muốn trở lại dẫn dắt Man United thêm một lần nữa nếu Erik Ten Hag bị sa thải sau mùa giải này. Tuy nhiên, giới chủ quỷ đỏ lại ưu tiên đàm phán với huấn luyện viên Thomas Tuchel hơn, dù vậy cơ hội vẫn còn với Mourinho trong trường hợp Man Utd không có nhiều lựa chọn. Trong hơn 2 năm dẫn dắt Man Utd, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giúp đội bóng này giành được một cúp liên đoàn và một danh hiệu Euromanic, vị trí thứ hai tại Hoàng Anh ở mùa giải 2017-2018, cũng là thành tích tốt nhất của Man Utd thời hậu Sir Alex Ferguson. Bên cạnh đó, theo tờ quát, MU sẽ có nhiều sự thay đổi về mặt lực lượng trong mùa hè 2024. Tottenham, Rafael Varane, Anthony Martial, Sofian Amrabat chắc chắn sẽ không gắn bó với Man United sau mùa giải này. Cuối cùng, đội chủ sân Oxford sẽ chốt kế hoạch thanh lý Mason Greenwood vào cuối mùa, họ sẽ tận dụng phong độ ấn tượng của tiền đạo này để thu về một khoản phí. Cao nhất có thể, MU sẽ yêu cầu một khoản phí khoảng 40 triệu bảng dành cho Mason Greenwood. Romano gọi tên hai thương vụ đắt đỏ của MU. Chứng kiến mùa giải biết bát mà MU đang trải qua, Sergio Jimenez chắc chắn sẽ rót tiền giúp câu lạc bộ nâng cấp chất lượng đội hình. Đã có nhiều mục tiêu được liên kết với Quỷ Đỏ, trong số đó nhiều đồn đoán, đoán tại Bồ Đào Nha khẳng định họ đã quyết tâm chiêu mộ hai ngôi sao trẻ đầy tiềm năng bên phía Benfica là Jonavet và Antonio Silva. Jonavet thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm, anh có thể trở thành mảnh ghép để thay thế cho Casemiro, cầu thủ nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè này. Trong khi đó, Antonio Silva là một trong những mục tiêu mà quỷ đỏ đã nhắm đến để nâng cấp hàng phòng ngự. Theo nhà báo Fabrizio Romano khẳng định, MU đang theo sát cặp nói trên, nhưng ông cũng cảnh báo rằng Benfica sẽ đưa ra mức giá rất cao cho hai thương vụ này. Tôi cũng biết về những thông tin cho rằng MU đang theo sát bộ đôi Benfica là Jonathan và Antonio Silva. Họ đã theo dõi cầu thủ này trong nhiều tháng nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng cả hai sẽ rất đắt đá giá. Cho đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào dành cho Jonathan hay Silva nhưng nó sẽ thực sự mở ra vào mùa hè. Các nguồn tin ở Bồ Đào Nha nói rằng Antonio Silva nhiều khả năng sẽ là thương vụ lớn của Benfica hơn là Jonathan nhưng tôi hiểu rằng thương vụ này sẽ rất cởi mở phụ thuộc vào những đề xuất được đưa ra. 6 ngôi sao của MU chuẩn bị trở lại trước trận chiến trước Arsenal. Eric ten Hag có thể hy vọng có được 6 ngôi sao trở lại trước đại chiến với Arsenal tại vòng 37 ngoại hạng Anh. Sự trở lại đáng mong chờ nhất đó là Bruno Fernandes, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bỏ lại trận thua với Cristiano Ronaldo nhưng vẫn chiến đấu để sẵn sàng cho trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này. Lúc so và Nicolò Martinez đều đã trở lại sân tập và huấn luyện viên người Hà Lan tự tin rằng họ sẽ có mặt trước khi mùa giải kết thúc. Cả hai đều được cho là đang tiến triển tốt và sẽ chuyển sang tập luyện theo chế độ của đội để chứng minh thể lực của mình. Tiền vệ Cốt McTominay đã bị loại khỏi trận đấu tại Celtic Park vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, tuyển thủ Scotland dự kiến sẽ bắt đầu tập luyện vào thứ bảy và hy vọng sẽ kịp trở lại đến thi đấu. Marcus vẫn đang hồi phục sau chấn thương trong trận bán kết FA Cup trước con vật City. Tiền đạo này đã không chuẩn bị cho trận gặp Crystal Palace nhưng chấn thương hiện tại của Rashford có thể nhanh chóng để trở lại thi đấu. Trường hợp cuối cùng là Anthony Martial, tiền đạo người Pháp đã trở lại tập luyện và có thể ra sân trước khi mùa giải kết thúc. Đây cũng có thể là mùa giải cuối cùng của Martial trong MU khi hợp đồng của anh sắp hết hạn. Nhà vô địch Ngoại Anh 13 lần sẽ gặp pháo thủ sau khi đã để thua tan tác 0-4 trước Crystal Banet. Một thử thách khó khăn nhưng Man United bắt buộc phải thắng nếu muốn hy vọng giành tấm vé dự Euromanic bằng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng với quỷ đỏ vì đoàn quân của Ateta đang trong cuộc đua vô địch với Man City. Hơn thế nữa, Arsenal có lợi thế đội hình vượt trội so với MU của Ten Hag. Eric Ten Hag nói về khó khăn của MU trong mùa giải này. Ông nói: "Trong hơn 10 năm quản lý, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm này, quá lớn, quá nhiều vấn đề chấn thương, vì vậy tôi tin tư tưởng vào tất cả kinh nghiệm của mình. Điều đó có thể xảy ra một lần trong 10 năm." Ten Hag vẫn tự tin có thể phục hưng MU khi ông có những nhân sự tốt trong tay. Việc trở lại của những trụ cột sẽ là chìa khóa để giúp ông làm điều đó. Ten Hag đồng ý để Sancho trở lại MU. Hồi tháng 1 năm nay, MU đồng ý cho Dortmund mượn Sancho sau khi cầu thủ này bất hòa với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Kể từ khi tái hợp Dortmund, anh tỏa sáng và ghi dấu ấn đậm nét ở trận Dortmund thắng PSG 1-0 tại bán kết lượt đi C1 2023-2024. Sancho chơi cực kỳ ấn tượng. Nếu các chân sút của Dortmund cụ thể hóa được những đường chuyển của Sancho, họ đã có thể thắng đậm hơn. Cả trận Sancho đã hoàn tất 12 pha dây bóng thành công, thành tích tốt nhất của một cầu thủ người Anh trong một trận đấu ở C1 kể từ năm 2003. Đó cũng là thành tích cao nhất của một cầu thủ trong một trận bán kết tại sân chơi này. Theo một số nguồn tin, tiền vệ người Anh không muốn trở lại MU dù vẫn còn 2 năm hợp đồng. Dortmund cũng đang lên phương án đàm phán nhằm thuyết phục Quỷ Đỏ để có thể sở hữu Sancho với mức giá hợp lý nhất. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra. Trong một cuộc họp báo mới nhất, huấn luyện viên Erik ten Hag đã xác nhận MU vẫn theo dõi sát sao tình hình của Sancho và đang cố gắng thuyết phục cầu thủ này trở lại đội bóng ở mùa giải sau. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao vấn đề này. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi những trận đấu của Sancho và cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Theo tờ dân săn, người gặp Sancho ở Dortmund không phải Ten Hag mà là cựu giám đốc bóng đá John Mutok và giám đốc phụ trách đàm phán Matt Hanniver. Vấn đề nằm ở chỗ mối quan hệ căng thẳng giữa Sancho và huấn luyện viên Erik ten Hag. Đỉnh điểm là việc ông thầy người loại Sancho khỏi đội hình MU trong trận đấu với Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái với lý do thái độ tập luyện không tốt. Cầu thủ người Anh cũng chẳng phải tay vừa khi gọi Ten Hag là kẻ nói dối và từ chối xin lỗi huấn luyện viên. Hành động này khiến cho Sancho nhận án treo giò nội bộ trong suốt nửa đầu của mùa giải trước khi bị đẩy sang Dortmund. Nhưng khi chứng kiến Sancho thăng hoa còn Anthony nút tỏ nút mờ, Rashford thể thiếu ổn định đến khó tin. Ban lãnh đạo MU chắc chắn sẽ buộc Ten Hag phải xử lý thật tốt vụ việc này để thuyết phục được tiền vệ người Anh quỳ đỏ hay nói cho đúng là Ten Hag cần phải có sự thay đổi lớn bởi nếu Sancho trở lại mà vẫn như cũ, cầu thủ này sẽ thi đấu như kẻ mất hồn tại sân vận động Old Trafford. Erik Ten Hag gửi thông điệp thách thức cho Sir Jim dưới áp lực vị thế của Erik ten Hag tại Manchester United càng bị suy yếu bởi sự ra đi đồng loạt của giám đốc bóng đá John Mutok và giám đốc điều hành Di Chakano. người có công trong việc bổ nhiệm Erik ten Hag, đã phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với huấn luyện viên người Hà Lan nhưng đã rời bỏ vai trò của mình vào tháng trước, trong khi đó Di Chakano đã rời đi vào cuối năm ngoái. Với việc MU không thể giành được suất tham dự C1 mùa này, Ten Hag đã phải đối mặt với tương lai không chắc chắn trong bối cảnh xảy ra sự thay đổi nhân sự lớn nhất ở nơi hậu trường. Khi được hỏi liệu có cảm thấy bản thân sẽ bị chạm khi hai đồng minh lớn nhất không còn ở Old Trafford hay không, Ten Hag phát biểu không tôi không có cảm giác đó tôi làm việc tốt với họ và chúng tôi thông nhất và giao tiếp hàng ngày đã có những người mới trong bộ sậu câu lạc bộ và chúng tôi vẫn giao tiếp hàng ngày tôi không nghĩ đến việc chuyện bản thân gặp nguy hiểm tôi không nghĩ về những cơ hội tôi không bao giờ nghĩ đến vấn đề mà tôi đặt câu hỏi làm cách nào để giải quyết hoặc tránh những vấn đề đó tên hắc tiên nổ ba tiêu chí tuyển mộ cầu thủ của mu kỳ chuyển nhượng mùa hè tới dự kiến sẽ diễn ra vô cùng bận rộn tại sân vận động old trafford sau khi man united trải qua một loạt chiến dịch 2023-2024 đầy thất vọng Đoàn quân của Eric Ten Hag dù đã nọt đến trận chung kết FA Cup nhưng việc không thể giành một suất tham dự C1 mùa sau chắc chắn sẽ khiến đồng chủ sở hữu câu lạc bộ Sir Jim Ratcliffe không hài lòng. Truyền thông Anh thời gian qua khẳng định chủ tịch tập đoàn Ineo đã lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ đội hình toàn diện vào mùa hè tới. Những cầu thủ đã nuông tuổi cũng không còn duy trì được phong độ cao sẽ phải ra đi. Ngược lại, Quỷ đỏ sẽ tập trung tăng cường đội hình ở một số vị trí quan trọng như trung phong, trung vệ, hậu vệ cánh hay tiền vệ trung tâm số 8. Ngoài vấn đề chuyên môn, Man United cũng sẽ dành sự quan tâm lớn đến, đến thái độ thi đấu của tân binh trong tương lai, theo những chia sẻ từ chính huấn luyện viên Erik ten Hag. Ten Hag nói trên The Mirror, "Chúng tôi muốn những cầu thủ khát khao chiến thắng, tâm lý thi đấu vững vàng cũng như có trách nhiệm lớn trong đội hình. Ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, chúng tôi dường như không cải thiện được điểm yếu. Chúng tôi từng chiêu mộ Woodward Hot và Marcel Sabitzer, đó là hai chữ ký chất lượng, luật công bằng tài chính khiến chúng tôi không thể chi tiêu nhiều, nhưng câu lạc bộ sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới." Nevin chỉ ra điểm vui đi tại MU, Báo cáo từ Telegraph cho biết chỉ ba cầu thủ Kobe Mino, Ganacho và Ramon Honun thoát khỏi cuộc thanh trừng của Manchester United vào mùa hè này. Phần lớn những cầu thủ đội 1 bao gồm Bruno Fernandes hay Marcus Rashford đều đứng trước nguy cơ phải ra đi. Dù vậy, cựu cầu thủ Gani Nevin không tin mà U sẽ bán tất cả các cầu thủ trong mùa hè 2024, cụ thể Nevin bình luận. Bạn biết điều đó là không đúng, ý tôi là Mino không phải để bán, không thể nào bán cậu ấy, vì vậy mọi cầu thủ khó bị bán thanh lý vào mùa hè này. Điều đó là không thể, không đời nào mà U bán những cầu thủ tốt nhất của họ, Ramon Honun cũng không phải để bán. Manchester United sẽ có những thay đổi, mà U hiện tại đang thiếu sự ổn định, rõ ràng là có sự thiếu ổn định ở MU. Richard Arno, John Mutok, Batic, Chiquac, Knit, Batty, tất cả ban lãnh đạo cao cấp của MU đều ra đi. Xảy ra rất nhiều thay đổi diễn ra ở câu lạc bộ, vì vậy kéo theo đó là những tin tức giống như những gì chúng ta đã thấy trong vài ngày qua. Thay đổi nhỏ là ích lớn với Man United ngay từ một vị trí. 54 điểm sau 34 trận đá đấu, ghi được 52 bàn thắng và để nọt lưới 51 bàn và đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng ngoại Anh 2023-2024 là viễn cảnh Manchester United hiện tại. Mùa giải của Quỷ Đỏ có thể đã chấm dứt từ cách đây vài vòng đấu khi mà U đánh mất tấm vé dự C1 mùa tới. Tuy nhiên, ngay cả khi họ đang đứng thứ 6, Quỷ Đỏ cũng chưa chắc xuất tham dự Europa League mùa sau. Bởi lẽ Newcastle, West Ham và Chelsea đang bám đuổi sát sao. Nếu không giữ vững phong độ và cố ít nhất giữ vị trí thứ 6, Manchester United sẽ càng ngày càng xa này sau khi kết thúc mùa giải 2023-2024. Một trong những yếu tố khiến Ten Hag và các học trò thua thiệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chính là hiệu suất bàn thắng bại nếu có cùng điểm số cần nhận xét đến. Ghi năm hai bàn để nọt lưới tới 51 bàn, Man United có hiệu số là cộng 1. Trong khi đó, hiệu số của Nicoso, Chelsea và West Ham lần lượt là 19, 6 và âm 9. Như vậy, nếu phải so sánh điểm số trong bối cảnh cùng điểm số ở vòng cuối cùng, nhiều khả năng MU sẽ phải xếp sau Nicoso và Chelsea. Sự yếu kém của MU mùa này đã tác động lớn đến tình hình nhân sự, nơi bị ảnh hưởng bởi hơn 60 ca chấn thương của họ. Tuy nhiên, nỗi non lớn nhất chắc chắn đến từ hàng công. Bởi hàng công của Man United là kém nhất trong số 9 đội dẫn đầu bảng xếp hạng ngoài ngay hiện tại. Nhìn vào hiệu số bàn thắng bại, dễ dàng nhận thấy hàng công là điểm yếu của Manchester United trong bối cảnh câu lạc bộ thậm chí đã đạt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu và ít nhất là giành một suất dự C1 mùa tới. Nếu so với hàng công của top 4 hiện tại, MU cộng 1 kém rất xa so với Arsenal cộng 57, Man City cộng 50 và Liverpool cộng 41 và Aston cộng 21. Ngoài ra, nếu so Man United với đội xếp thứ 5, Tottenham cũng sở hữu hiệu số cộng 13 dù thời gian qua gà trống có rất nhiều trận sảy chân, mất điểm. Vậy mà U có gì mà đòi cạnh tranh top 4 khi mang trong mình một hàng công kém cỏi như thế? Để giải quyết tình hình này, hè 2024, Sir Jim Carnif và các cộng sự cần thực hiện thay đổi ngay mới một vị trí trên hàng công nơi câu lạc bộ, nơi mà Marcus Rashford, thậm chí Anthony Martial đều đang cho thấy sự đóng góp quá hạn hẹp. Rashford đang có một mùa giải được xem là tệ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, mới ghi 8 bàn thắng tổng cộng 40 trận trên mọi đấu trường, thậm chí thống kê của Rashford còn có thể tệ hơn khi kết thúc mùa giải. Lúc này chỉ số bàn thắng không tăng nhưng số trận mà số 10 ra sân cho MU mùa này chắc chắn sẽ vượt qua 40 trận. Lối chơi kém hiệu quả là điều khiến Rashford bị chỉ trích và tấn công rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng đồng thời Anthony Martial thậm chí cũng không xứng đáng bị xem là vật tế hơn cả khi tiếp tục làm bạn với danh sách chấn thương. Chân sút sinh năm 1995 mới đã tổng cộng 19 trận và ghi hai bàn thắng cho MU mùa này. Quyết tâm loại bỏ cả Martial và Rashford có thể là những thay đổi nhỏ nhưng mang tính bước ngoặt và sự điều chỉnh có thể giúp Man United thu về lợi ích lớn. Người hâm của MU đã vượt qua ngưỡng chịu đựng và thất vọng với hai chân sút này trong nhiều năm qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.